Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít. Và mình sẽ thay tên cái series cùng chơi Liên minh huyền thoại bằng cái series gà lò lò. Bởi vì có rất nhiều bạn chửi mình sau mỗi lần mình chơi video, cho nên bây giờ mình sẽ tự nhận mình là một cái con gà Liên minh huyền thoại để cho anh em đỡ chửi nữa. Ok, và thực sự là mình đánh cũng rất gà. Mình chỉ đánh cho những ai muốn học hỏi cách đánh của mình, hay là còn kiểu như là cú bóc hơn mình, cho nên là các bạn ấy muốn học hỏi cái đánh của mình, hoặc là các bạn thích cách nói chuyện của mình thì họ có thể vào xem. Và hy vọng là không còn ai chửi mình này nọ nữa, bởi vì mình đã tự nhận mình gà rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Ok, và trận này chúng ta sẽ cầm Syvana đi top. Và khi mà cầm Syvana đi top thì món đồ đầu tiên của mình mua sẽ là một chiếc khiên, khiên Doran và một bình máu. Cái phiên bản Season 6 này thì có vẻ như là Syvana cũng không được ưa chuộng cho lắm, cho nên là mình mình chơi thử thôi. Tất cả mình không có đồ con này nữa, vì thế mình mới đặt tên series là gà lol. Và nếu như bạn đi rừng ấy thì mình khuyên các bạn nên nâng cái skill này. Còn nếu như bạn đi với các tướng đánh xa thì bạn nâng chiêu này, và khi nào các bạn đi với tướng đánh gần thì bạn nâng chiêu này. Để mình xem tướng bên kia sẽ là Garen thì mình sẽ nâng cái chiêu này. Bên kia có thể là sẽ là Garen hoặc có thể là Yasuo. Thì mình cũng sẽ nâng chiêu một trước, bởi vì họ đều là tướng tay ngắn và mình có thể farm được. Và khi mình quay thì nó sẽ rất là lắc, vì thế mình sẽ không để ở cái chế độ mượt mà nhất. Máy mình chơi thì cũng chỉ ở mức FPS 60 thôi, cho nên là mình cũng nó bị còn bị drop xuống nữa, cho nên là mình cũng quyết định là mình không không để chế độ cấu hình cao lên để cho anh em xem. Việc đầu tiên là cực kỳ đơn giản, đó chính là farm. Đối với Syvana thì farm là cái thời gian quan trọng nhất, và mình nghĩ là mình nên cho tiếng nó nhỏ xuống bởi vì nó hơi bị to. Mất quả mày thế. Mình đang chơi ở bậc kim cương 5. Xiệt. Mới vào đã bị nó, ấy nó xiệt cho mấy xiệt vào mặt tôi. Đánh với con này không đầu thọt lắm, mình chỉ cần tham hóa nó thôi là ok. Mình sẽ chưa nâng chưa xoáy vội, bởi vì sao toàn dính lốc cái này. Đâm đi xem ai đau hơn. Né lốc nè, phệt nè, đấm nè, xem ai đau hơn nè. Hay thế, có tin vui boss rồi, chưa gì mình đã có cơ hội mình được gánh rồi đấy. Lốc này. Đâm này. Đánh cục tính lắm, tích nó đâm mà. Hy vọng là trận này sẽ thắng. Ôi giời. Ôi kìa, vãi thằng này nó canh đường mình đi luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lên chiêu 3. Quan trọng nhất là cũng phải nâng hết skill á. Nâng chiêu này và bạn sẽ chạy nhanh hơn. Bạn nào chết rồi. Ăn mạng thì cũng chết. Ôi giời. Mình né gió thế. Nó cũng cầm Yasuo bên kia cũng cầm cái dịch chuyển, cho nên là cả hai bên đều như kiểu là ngang kèo nhau. Và mình đi tốt thì mình thường không cầm dịch chuyển. Bình thường ấy, mình không cầm dịch chuyển thì mình đi sẽ win lane. Nhưng mình cầm dịch chuyển và tự nhiên mình lại đi thua lane, thế mới hay. Wow, có vẻ như là bên mình vẫn đang lợi một mạng. Nhờ cái công việc của mình ấy, quan trọng chỉ là farm thôi, không đầu này. Khi ở đánh ở rank cao thì họ rất rất hay nhường nhịn nhau. Chả hiểu sao nữa. Đấy, khi bạn đánh ở rank thấp thì chả ai nhường bạn đâu. Thế đánh ở rank cao trẻ trâu thì cũng không sao. Có lẽ mình nghĩ là mình nên đi về mua thêm giáp để lên đánh cho nó sướng tay. Nó farm 22 và mình farm 21. Có vẻ như mình farm thua nhưng mà không sao. Mình nghĩ là mình có thể gỡ được. Mình sẽ không lên cái này. Mình sẽ lên cái giày. Và mình sẽ đi lên luôn. Mình chưa cần mua máu luôn.
bởi vì con này đánh cũng chỉ là farm thôi, cho nên mấy cái công việc nó cũng chưa quan trọng lắm. Ồ, farm mid kìa, khó tin. Bây giờ mình chỉ quan trọng là mình farm thế nào thôi, bởi vì khi mà mình về thì nó cũng sẽ về, và cái thời điểm mà về ấy, là chúng ta sẽ ngừng động lính ở lại ở cái khu vực trụ của mình để chúng ta có thể đỡ bị gank, tránh cái trường hợp gank vớ vẩn. Mình sẽ nâng mát chiêu quy trước, bởi vì khi mình chiêu quy mình nghĩ là nó farm tốt nhất. Wow, khó đấy. Về trận này mình win nhờ team rồi. Đánh Syvana với các tướng đánh gần thì các bạn nên nâng mát chiêu quy trước. Và có hai hướng, các bạn có thể lên đam hoặc lên tăng, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ lên tăng bởi vì team nó khá mỏng, mình đã né được chiêu của nó. Và bây giờ mình không ngại gì là mình tấn công vào mặt nó. Một khi đã lợi thế, bây giờ mình sẽ né chạy về để né cái lốc của nó, né qua đây. Bây giờ thì Lee Sin có thể lên găng, mình có thể đi lùi lại một chút và từ từ mình sẽ lao lên, từ từ, không cần phải vội, chưa cần vội. Bây giờ thì nó sẽ lấy lốc chắc luôn, và sau khi lấy lốc nó sẽ hướng về phía mình đấy. Có thể mình sẽ dính lốc không, mình nghĩ là nếu mà mình lên cầu nó cái việc dính lốc, bây giờ mình có thể lên được rồi, nó lướt vào mình rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là nó tốc biến rồi, né qua ông ơi. Hoặc còn Garen ở đây nữa cơ mà. Mình nghĩ là mình giết được nó rồi, chạy bay. Né lại đi xin ạ. Các bạn nên chạy vòng vòng các kiểu để né đấy, bay vào thịt luôn. Ok. Yeah, cảm giác giết người thật là phê. Ở đây mình có thể lên được cái đai khổng lồ, và mình nghĩ là ở cái phiên bản này thì mình nên lên cái giáp liệt sĩ, rồi sau đó là mình sẽ lên cái giáp liệt sĩ, rồi sau đó sẽ lên cái móng vuốt của sách. Hai cái món đồ đấy là món đồ khá là mạnh đối với các tướng đấu sĩ ở đường trên hiện tại. Không biết các bạn có để ý hay không, cái đây là cái gì nhỉ? Đây, cái này này. Đây, giáp liệt sĩ nó sẽ giúp cho các bạn khi các bạn chạy đủ stick thì nó sẽ đấm một phát khá đau, và còn cái móng vuốt của Swag kia thì nó vừa có đam, nó lại vừa có thêm cả sức chống chịu nữa. Vì thế mà khi nó kết hợp với cái này thì nó là một cái thứ cực kỳ tuyệt vời luôn. Bây giờ thì Yasuo đã cấp 6, mình phải canh né thật nhiều lốc của nó càng tốt, và đánh vào bất cứ lúc nào có thể. Rồi bây giờ mình có thể ngưng động lính ở cái khu này, bởi vì lính đã đẩy lên khá cao. Mình ăn con to trước, mình cứ để nó đâm thoải mái đi, mình có thể giao chiến với nó được. Sau đó mình sẽ canh né cái lốc của nó. Ô, tại sao mình lại cắm à, mình quên đây không phải nick của mình, cho nên là mình đã để cái, mình thường để cái dấu cắm mắt là dấu huyền cơ. Wow, thế có vẻ như mình không quen lắm với cái dấu cắm mắt, cái mắt là cái vấn đề này. Mình có nghĩa là mình nên đổi nút thành đây. Mình thường để này 4, 5, 6 và đây là dấu huyền. Đấy. Thì thế mà vừa nãy mình cắm lộn con mắt đó. Wow, có vẻ như anh ta hổ báo rồi đấy. Thế ra là mình đi cắn máu cơ, nhưng lại cắm mắt, thôi kệ. Vậy mình sẽ ngưng động lính ở trong trụ. Savannah farm trong trụ rất tốt, thế không có gì phải ngại hết. Top à? Đây, họ cần sự trợ giúp và tôi đến. Mình nghĩ là mình chặn đầu được. Nó còn ở trong đây không? Nó ra tới đây rồi. Né rồi. Đây lên đây anh em ơi. Đừng có ra đấy. Kìa. Bây thì Yasuo nó cũng đi xuống đây rồi. Nó đang trong đây. Nó không nhìn mình luôn. Đấm vào mặt tao luôn. Né. Nhớ né nha, không nó quậy nó chọc ấy. Rồi. Có vẻ như lợi thế về máu rồi. Ông Gna lại còn đi xuống dưới mid làm gì, thà ông lên top có vẻ ông ăn được con kia không. Đi xuống mid là gần như là hay thế. Có vẻ Echo đánh cũng khá hay. Né. Né này, còn lợn sữa này. Còn lợn sữa này. Nhơn này. Né ngay. Né này.
nhơn nữa đi, vồ luôn, bật cái này lên, khô máu với các cháu. Ôi thôi 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 anh Garen, thôi thôi mà lóng lấy vãi cả biết rồi. Rồi anh đã trở thành hình hài của một cô gái xinh đẹp. Rồi, đi về. Tăng 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 tăng. Hựa hựa hựa. Rồi bây giờ mình farm ngon rồi. Nhưng mà sao bây giờ mình farm được 54 con vậy? Mấy cái con tướng tăng farm rất khó anh em. Khi chúng ta cầm những cái tướng đam kiểu Yasuo hay là Z thì chúng ta canh đam rất dễ, nhưng mà mấy con tướng tăng các bạn canh đam khó lắm, thề luôn. À, mà chiêu 3 các bạn sẽ có nội tại đấy. Khi mà các bạn phệt vào người nó thì các bạn sẽ có cái nội tại ở trên đầu kia. Và khi các bạn có cái đấy rồi thì nó sẽ từ từ chạy đã, mình nghĩ là mình nên chạy đã. Giết con này gần ai ơi. Sao ông lại tốc biến, sao ông lại tele rồi ông chạy. Đừng, đừng có dính. Ôi, mày thế. Hay. Mình nghĩ là đừng. Mình nghĩ là đừng. Đã phát. Ôi, đừng có vào. Hay. Cũng được đó nhỉ. Vậy đi. Chết. Ông đừng có chạy theo tôi, chạy ra kia. Chạy ra kia. Đừng. Rồi, không ai chết, không ai phải chết cả. Ôi nó đá tôi kìa. Nó đá tôi kìa. Trời ơi. Quả đấy chưa có con tiêu nhỉ, có con tiêu mà vồ nó về rồi. Không sao, chết Gana không sao. Support mà, Gana support. Nói chung là mình không chết được rồi. Quay phim vậy để chết nhục lắm các bạn ạ. Đây, lên giày. Mình sẽ lên cái giày này. Cái giày này có thể làm giảm hiệu ứng rất là tốt. Và cái bản này thì nó cũng khá rẻ, rẻ hơn so với lại những bản trước. Vì thế là mình ưa chuộng lên cái giày này. Bạn nào mà ưa chuộng thì cũng có thể lên giống mình nhỉ. Đấy, bây giờ thì quan trọng của cái vị tướng này là farm. Và cũng cần phải tele đến vị trí khác, nhưng mà hiện tại thì mình chưa thấy cái vị trí nào cần phải tele đến, cho nên là mình cũng quan trọng là đừng farm vào đường. Ôi, ok, farm mid không vậy. Tuần này mình farm khá tệ, khi mình quay, mình vừa quay vừa nói nó bị kiểu phân tâm. Các bạn, nhiều khi các bạn vừa đánh, các bạn vừa nói nó phân tâm lắm. Chứ không cần phải vừa quay đâu. Quay lâu lắc hơn bình thường á. Bình thường mình chơi FPS nó cũng tầm trăm mấy. Bây mình quay FPS có 60. Mình nghĩ là mình nên đào đường tí. Vị tướng là chạy rất là nhanh nhá. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình nghĩ là mình cắn máu. Bây giờ mình sẽ chạy xuống limit. Hay quá. Chết chắc rồi. Mình chưa kịp xuống cơ mà. Ok. Mình sẽ ăn tạm cái này vậy. Bởi vì đường của mình cũng khá cao cho nên mình có thể đi ram. Ra mid chẳng hạn. Con Lee Sin nó chạy rất là nhanh nhá, nó vừa à, không phải con Garen. Con Garen nó vừa lên top. Bây giờ nó có thể sẽ luồn quẩn đâu đó quanh đây. Và bây giờ mình nghĩ là lên về lane thôi. Mình nghĩ là lên né cái lốc mà của nó. Ồ dính luôn à. Nhỏ thế. Bây giờ chưa chắc đánh lại mình đâu, nhưng mà thôi tốt nhất là không nên gây sự, hiểu không? Các bạn hiểu không? Không nên gây sự. Không nên gây sự. Farm thôi. Farm mà tí nữa cuối cùng thì Yasuo đánh cũng không lại mình đâu. Cũng đầu nó có đam, nó đánh mạnh lắm. Nó farm nhiều rồi. 80 à? 80, 71. Không sao. Nếu mà nó farm vậy thì cũng cân với mình thôi. Cho mày con này vào mặt. Né ngay. Ô kìa. Ô kìa, ô kìa. Nhơn kìa. Ô kìa. Ô kìa. Ô kìa em. Né ngay. Ôi giời ơi. Các bạn thấy chưa? Đâu chỉ có một mình nó trên đây. Bé Garen cũng thốt thoáng ở trên đây rồi đấy. Giờ sao? Giờ sao? Vào đấy. Vào đấy. Vào trụ đấy. Mình đánh con này rất là trì ấy. Rất là trâu luôn. Mình thường thì mình đánh cái lưới hổ báo ấy. Kiểu cứ lao thẳng vào ấy. Chọc đi. Chọc không tới đâu. Thoải mái. Rồi anh về luôn. Cho chọc cái sáng. Vẫn chưa đủ tiền để lên cái này các bạn ạ. Thường thì chúng ta sẽ lên cái này trước, nhưng mà bây giờ mình sẽ chuẩn bị để lên cái này. Ồ, vậy là phải bán đồ đi rồi. Mình sẽ bán hết máu đi luôn. Mình sẽ lên... À, không phải cái này, không phải cái này, không phải cái này. Cái này. Ồ, mà lên đồ, cái này cũng giống như kiểu là lên cái kia thôi.
Rồi, mình có đôi giày thì mình sẽ chạy rất là nhanh lên. Trận này có vẻ khá là cân, nhưng mà mạng ăn được cũng khá là ít. Rồi, bây giờ mình sẽ nghĩ là mình sẽ lên ra mid thôi, bởi vì mid đang có 3 người ở dưới đấy cơ. Nếu mình ra thì mình nghĩ là mình sẽ giúp ích được cái gì đó. Mình sẽ đi vòng đường sông chứ không đi thẳng đường chính. Mình sẽ đi vòng sau để lỡ có may có cơ hội. Mình chưa có ulti tiêu nhưng mà mình có thể né được, không né được à. Mình nghĩ là băng trụ. Thôi, một mạng. Mình sẽ hứng hứng đam cho mọi người. Không, không được rồi. Còn một người nữa ở dưới kia thôi. Có vẻ như là một combat thắng lợi. Ngon. Hay cô lui. No. Không hiểu sao lại như vậy. Thôi, lại ăn thôi. Không biết có bị gọi là KS hay không, nhưng mà nãy giờ mình ăn khá là nhiều. Ok. Khá là trâu. Và Yasuo lại Garen à. Bây giờ mình không sợ nữa rồi, mình có thể lên mình farm lính ngon ngon ăn rồi. Đối với Garen thì Garen không có kiểu lượng đam lớn á. Vậy thôi, mình sẽ để Garen farm và mình sẽ đi vòng vòng để cho nó đỡ chán ở một cái lane, bởi vì có vẻ như là anh ta muốn xin lính. Bây giờ mình sẽ lên cái này trước. Cái này cộng với tốc độ chạy của đôi giày của mình nó sẽ rất là tốt. Vì thế mình sẽ chọn một trong hai loại giày. Giày cơ động hoặc là cái giày này. Giày này để 17 giây nữa mình sẽ có tele. Hy vọng là kịp. Và không kịp rồi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng. Mình sẽ đẩy cái đám lính ở mid này. Ở ngoài top kia thì họ đã làm rất tốt rồi. Cái cú đấm đầu tiên của cái nội tại này thì cực mạnh luôn. Không bao giờ sợ gì. Lợn ơ. Lợn sữa. Ôi giời, mất dòng rồi. Có vẻ không ổn rồi, có vẻ không ổn rồi. Mình nghĩ là chúng ta lên xuống bot. Sẽ tele xuống luôn cho nhanh. Ô hay. Mình đã bị kim lại ở đây à? Không không, họ chưa thấy mình. Những cú đấm đầu tiên là nó cực đau luôn. Ô không. Hay thế. Đúng vừa đam để farm luôn. Mình nghĩ là mình nên chặn đầu này. Sao lại chửi mình? Tốc biến lên luôn, vô luôn, ôi vãi. Hay thế. Vâng, quả tốc biến cực hay. Ông nói là tôi không biết hủy tele, nhưng mà tốt nhất là quả đấy là mình nghĩ là không nên hủy tele, bởi vì quả đấy không nên đánh nhau. Mà mình cũng không không nên nói chuyện kiểu, nếu như kiểu là mình nói là tôi biết nhưng mà quả đấy không nên đánh nhau là ngay lập tức sẽ chửi nhau. Vì thế mà chơi ở server Việt Nam mà chúng ta không nên giao tiếp nhiều, các bạn hiểu không? Giao tiếp nhiều là càng giao tiếp nhiều thì càng thiệt. Vâng, mình đi tí mình mất cái top rồi. Dừng top tí mất rồi. Nà phi quá. Đấy đâu á. Chỉ đoán. Vậy. Đây. Đây. À để đánh hay quá. À để thách đấu à. Được. Mình sẽ farm. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy cái đường top này. Mình đánh là quan trọng là mình sẽ đẩy đường là chính. Khi nào mà có những cái pha nào cực kỳ team cực kỳ thọt thì mình bắt đầu mình tele xuống, chứ không phải thích là tele xuống. Đối với những con gà loài này thì đập luôn. Đập luôn. Các bạn đánh nhau thì đánh nhưng mà tránh cái tầm trụ á nhá. Đập luôn. Vừa nói tránh tầm trụ rồi, đã dính tầm trụ rồi. Nó không đánh lại mình đâu. Mình quay một hồi nó chết à.
nghĩa là lùi lại để cho Lee Sin sẽ có cơ hội đi ra găng, bởi vì hai con trâu đánh nhau thì cũng chưa biết được. Nếu như mình mà lên cái gươm vô danh thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng hơn trong cái việc đánh nhau, nhưng mà mình không lên cái gươm vô danh cho nên đâu. Sao sao mày, sao nhơn nhơn con gà con này. Rồi Lee Sin nào à, sao đá đi không, hay lắm. Chơi cái server Việt Nam này tốt nhất là anh em tránh kiểu giao tiếp kiểu chị bậy, kiểu xấu nhi, anh em tránh như vậy sẽ rất dễ gây thua. Mấy cái thằng mà lên YouTube mà chửi ấy, thì mấy cái thằng đấy đánh Liên Minh cũng hay đâu, thề luôn. Kiểu thích chửi team ấy, không bao giờ thắng được. Thua là 9%, thắng 10%. Cho đánh nên tôn trọng đồng đội và đối thủ. Ok, mình nghĩ là mình đã lên xong cái móng vuốt này rồi. Bây giờ mình đã có một bộ combo rồi, mình sẽ lên cái thêm cái gương vô danh nữa để mình sẵn sàng chiến đấu hơn, bởi vì bây giờ team mình cũng khá là mạnh. AD lên huyền thoại rồi cơ mà. 16-4. Mình thì vẫn còn zin nha. Bây giờ mình sẽ đi ra mid. Sực đào à. Làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Rồi. Rồi. Mấy thanh niên kiểu Brand kìa. Team thua tí là bắt đầu ngồi chửi từ lưa tà la lên. Khó chịu lắm các bạn ạ. Mình sẽ đi ra đây mình farm chứ mình không lựa chọn sự đối đầu với lại Yasuo. Đối đầu luôn sợ cái đờ phắc kì. Sao cu? Sao cu? Nó hồi máu nhanh thế. Vẫn chưa đánh lại nó cơ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi nha. Ôi thôi thôi thôi. Bật lửa lên. Sao lại không vào? Thôi không sao. Mình tưởng là Echo sẽ đánh với mình nhưng mà Echo không đánh. Và mình ở trong đấy là mình và mình chết. Nếu mà Echo đánh thì giết được cái thằng Yasuo rồi. Để mình xem cách đánh của AD nào. Ồ, bắn ra à? Kinh á. Bởi vì cũng xanh lắm rồi chứ. Cái kiểu đánh bên này nó cũng không hợp lý lắm. Kiểu vừa hit vừa run đấy, đấy vừa bắn vừa chạy thế này. Rồi mình đã hồi sinh. Mình đã về, mình nghĩ là mình nên đến đây mình farm để mình xem đó. Mình đến đấy một chút rồi sau đó mình sẽ tele với đồng đội mình chứ đừng có đánh vội mấy ông ơi. Lùi đi. Nếu mà họ đánh vội là mình phải tele lên. Tele lên sao? 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 Ơ kìa. Phải ông Lee Sin. Về đi về đấy sao giờ? Ăn con rồng này ông ơi. Thà ông đi ăn con rồng còn hơn là ông đi đánh nhau vớ vẩn này. Mình thì thường giao tiếp bằng việc ping thôi. Khi nào mình đánh nhau, khi nào mình chơi mà có như kiểu là bạn bè gì ấy thì mình sẽ giao tiếp nó nhiều hơn, mình sẽ giao tiếp bằng chat nhiều hơn. Không ai ăn rồng cơ mà, phải ăn kim cương cơ mà. Mình sẽ farm mạnh mẽ con rồng này. May mình có hút máu nha. Mình sẵn sàng con tiêu để mình chạy. Nhưng sao? Team mình không ăn rồng thì mình ăn vậy. Team bạn một rồng. Mình đi rừng là từ sớm mình hốt hết rồng rồi đấy. Nhờ mình găng gà cho nên mình không hay đi rừng. Ok, một hit nữa. Thường ấy là mình cầm Savannah top là mình sẽ cầm thêm cả cái trừng phạt nữa. Thường thì mình Savannah top mình cầm thêm trừng phạt để mình chạy qua mình cướp bùa của đối phương trước. Nhưng mà đây là một lần mình quay cho nên là mình không muốn là lỡ máy cướp bị chết ấy, nhục lắm. Mình đến cái vô danh thì mình sẽ có thể đẩy đường nhanh lắm. Cộng với cái chiêu chạy chạy này. Nếu mà mình nâng chiêu W đấy, mát đấy thì mình nên lên cái giáp lửa trước. Giáp lửa nó đốt đốt xung quanh ấy, với lại cái giáp giáp gai. Đấy, hai cái đấy nó
nó cộng lại thì nó đầy đường thì siêu vô địch luôn. Bạn thấy chưa, đấm một cái nửa cái máu luôn. Khi mà bạn có cái giáp liệt sĩ, bây giờ mình có thể đẩy đường rất nhanh. Và Garen cũng vậy, nhưng mà không có ai đép, nhưng mà team của mình đang rất là lợi thế về mạng, lợi thế hơn hẳn hai mạng. Bây giờ dù Garen có đẩy thế nào cũng không thể đẩy lại team mình được. Sivir bây giờ lên đây cũng chẳng làm gì được. Ném cho ném mỏi tay, ném mỏi tay cưng ạ. Họ chỉ có thể là kiểu như một kiểu đép đơn thuần thôi. Mình sẽ nấp vào đây rồi mình chạy đây luôn. À, chạy nhanh nhá, vào luôn em ơi. Tôi tăng hút đấm chết luôn. Nhơn rồi, bây giờ thì đợi lính vào đập cái chuỗi thôi. Ông Lee Sin đi về cơ, về đép Garen. Ok, mình nghĩ là nên đi về được rồi, cũng không còn nhiều thứ để mà lấy. Mình đi về mua được thêm cái cung rồi nữa. Sau đó mình sẽ xuống đường dưới mình đẩy. Đánh Savanna là quan trọng là đẩy, bạn đẩy càng nhanh thì càng tốt. Cái tốc độ chạy thế này, bật cái này lên chạy siêu nhanh luôn. Ôi chết, mình tốc biến cái gì thế? Ông chạy nhanh bằng tôi không? Ông nhắm ông chạy nhanh bằng tôi không? Rồi về đấm như phát nát người. Nát người. Rồi. Nhắm ông chạy nhanh bằng tôi không? Nhơn vôn. Ok. Vậy mình sẽ đẩy đường. Kiểu bên này cũng chậu che lắm. Mình nghĩ thôi để bùa đỏ cho bên thì mình cũng tính ăn rồi đấy. Thôi, nhường đồng đội là chính. Bây giờ cho anh thể hiện. Ai, em không dám thể hiện với anh đâu. Một đường lấy một đường rồi. Còn cái đường top kia tí nữa mình cũng canh canh lên mình lấy rồi. Ồ, con Yasuo ở đây. Họ đẩy luôn Yasuo. Yasuo nhờ nó giết Yasuo luôn. Nè. Hay quá. Hay các bạn ơi. Hút luôn. Nhơn đây. Né này. Ui chưa được, không né được rồi. Chạy các kiểu. Cứu. Đấm chết luôn. Nhơn này. Hay quá. Rồi, mình có thể lên được cái gươm vô danh rồi. Mình nghĩ là team mình xanh này thì không có vấn đề gì mà mình không lên đạm cả. Và cái tiếp theo mình lên chắc là sẽ là cái... Thôi, mình thấy là team địch đã đầu hàng. Win! GG! Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này đến hết. Và nếu như các bạn thích thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên comment vị tướng tiếp theo sẽ là vị tướng gì mà các bạn muốn xem mình chơi. Và những pro liên minh huyền thoại tốt nhất là đừng có vào xem, bởi vì mình đánh gà lắm. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.